đến đây thì dừng lại, và bây giờ thì theo hướng dẫn của chú Năm Thạnh, chúng tôi bắt đầu đi xuống phà. Một cái lối vào thì khá là bé, thì không hiểu là chắc là chỉ họ đã làm bé để cho những cái xe đi xuống nó nhỏ nhỏ thôi, cũng không hiểu là xe chạy đi đường nào. Đây là những người đồng hành của Union Việt Nam. Vâng. Có lẽ đây là chiếc phà mà tôi chuẩn bị lên. Và mời các bạn làm quen với chú Năm Thạnh. Đây là người có thể gọi là cơ sở mà Union Việt Nam đi trong chuyến này. Ở bên cạnh chú Năm Thạnh là một người phụ nữ. Vâng, trông vậy nhưng mà chị là trung tá đấy các bạn ạ. Và đây là những người đồng hành cùng với chúng ta. Chiếc xe thì đang từ từ lên. Sao vậy? Dạ. Xin chào anh. Vâng, anh có thể tự giới thiệu về mình một chút được không? Thưa chị, em là Quỳnh Văn Thôn, hiện là con của ông Năm ở Nhân Nghĩa, là đang giữ chức vụ là phó trưởng hội khuyến học của huyện Phong Điền. Vâng, dạ, xin dạ. Chào anh. Và như vậy là đây là một người con nuôi của chú Năm Thạnh đến để đón chúng tôi. Và tôi nhìn thấy một cặp cô dâu chú rể của một đám cưới. Các bạn có thể quan sát một cái đám cưới của miền Tây. Đây là một vùng sông nước. Và các bạn nhìn xem, cô dâu của chúng ta rất là đẹp, và cả chú rể nữa, với một cái bộ trắng khéo từ rơi xuống nước. Họ cũng đang chờ sang sông giống như là chúng ta. Đây thì có lẽ là người đi đón dâu chăng? Tôi nhìn thấy cái nơ hồng ở trên ngực áo thì tôi đoán đây là người của họ nhà gái. Bến đò Vàm Sáng hay là bến đò? Dạ dạ. Đây là bến đò Vàm Sáng. Ô tô là đi lùi vào để đến chốc đi lên cho dễ ạ. Họ rất là thông minh. Em xin chào. Mình có phải thường xuyên làm cái này không anh? Có thường xuyên phải làm không anh? Chắc phải thường xuyên đúng không ạ? Cứ kiểm tra thấy nó hỏng là và anh ấy chạy thì tôi cũng phải chạy. Đây là một vùng sông nước. Vâng, rất đúng là một vùng sông nước. Những chiếc phà tấp nập, một cái bến phà nhỏ thôi nhưng mà thấy rất là tấp nập. Các bạn nhìn thấy một cặp uyên ương, họ đang lên chiếc phà. Chúc cho họ trăm năm hạnh phúc. Đây là anh đón em về. Ở kia thì một chiếc khác, một chiếc phà khác thì đang nổ máy chạy ở ngoài sông. Không biết là đang sang hay là đang tới. Ô tô thì đi lùi lên, để đến chốc nữa là không phải lùi, không phải quay. Đặt hẳn chân xuống mà quay chứ đừng cầm thế. Đặt hẳn chân xuống đứng tĩnh mà quay thế mới đẹp. Và bây giờ tôi cũng quyết định lên. Những
người xe máy kia không biết là họ chậm chỉ trong phút giây hay là họ không lên chiếc phà này. Một mặt là sông và một mặt là đường. Thì các bạn có thể nhìn thấy là nhà của họ ngập ở trong nước. Thì cũng không hiểu là hôm nay nước lớn hay thường xuyên nó như vậy. Chúng tôi đã lên đến nơi rồi. Chính quyền, gia đình, cộng đồng chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Đón về miền Tây. Còn không biết là cô có phải người miền Tây hay không, nhưng mà chú rể thì chắc chắn là ở đây rồi. Các bạn có thể quan sát thấy là cô dâu của chúng ta rất là xinh, áo váy thì rất là hiện đại. Bây giờ họ đã lên xe máy. Tôi nhìn thấy ở trên cổ của cô dâu có hai chiếc kiềng vàng. Những người khác đi bộ, riêng chú rể thì chở cô dâu bằng xe máy và họ có kèm theo một chiếc chăn gối màu hồng rất là đẹp. Vâng, và cũng là một nét khá đặc trưng, không hiểu là đây có phải là phổ biến không, nhưng mà rất thú vị. Và bây giờ thì có lẽ chúng tôi sẽ đi theo đường này, các bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là mùng 7 tháng 11, trong lúc người Nga đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm tháng 10, thì chúng tôi có mặt tại một làng quê mà qua Uyên Uyên Việt Nam các bạn cũng đã được biết đến, đó là Âm Vang Mùa Thu của tác giả Phạm Hưng Thạnh, Làng Tôi Với Bác Hồ của tác giả Ái Dân, và Người Con Phong Điền của Kiều Tiên. Cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn, ba bút danh đó thì thực ra cũng chỉ là một người. Và chúng tôi đã đến đây tìm ông, cũng như tìm về với Phong Điền, về với Nhân Nghĩa, với Nhân Thành, những ngày tháng xa xưa, tìm lại những con người lịch sử, những dấu ấn lịch sử nơi đây, qua một con kênh, một con sông, bằng một chuyến phà. Chúng tôi lên một con đường không lớn lắm nhưng mà rất đẹp, và có lẽ là nó cũng mới. Hai bên đường thì người dân trồng hoa. Và chúng tôi có mặt tại đây trong một cái khu giống như là một cái vườn du lịch sinh thái. Có lẽ đúng đấy, cũng chưa có thời gian tìm hiểu và chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ngồi cùng với chúng tôi, các bạn có thể nhìn thấy là những gương mặt của các lão nông ở Nhơn Thành. Và bây giờ thì tôi rất muốn được nhường lời để cho chủ nhân của khu Phong Điền này tự nói về quê hương của họ, với truyền thống yêu nước trong kháng chiến giữ đất, giữ nước và bây giờ là xây dựng quê hương. Con xin mời các chú
Trước hết là xin mời chú Nam Thạnh ạ. Chúng tôi rất là vinh dự được Viên binh Việt Nam đến thăm quê hương chúng tôi thông qua những bài báo mà địa phương chúng tôi nói lên một phần về cái truyền thống quê hương xứ sở. Tính cho tới hôm nay, tối hôm qua thì ba bài báo này trên mạng của Viên binh Việt Nam là có 8.357 người đọc. Đó là một cái điều mà chúng tôi không tưởng được. Nhân đây là lời đầu tiên là tôi cảm ơn Viên binh Việt Nam đã truyền tải những cái bản chất truyền thống của nhân dân xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, để cho bạn đọc gần xa hiểu rằng từ nơi xa xôi hẻo lánh này, từ khi có đảng thì những người dân ở Nam Bộ, ở phương Nam này luôn luôn hướng về Bác Hồ, hướng về đảng, theo niềm tin đó để lần lượt rồi nhân dân địa phương chúng tôi cùng với toàn dân, cùng với cả nước chiến thắng quân thù để chúng ta có ngày hôm nay và chúng ta có cái ngày họp ở đây. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy rất là tự hào. Không phải tới bây giờ mà khi nghe Viên binh Việt Nam thông báo là ngày này đến đây thì tôi đã mất ngủ. Không phải vì một cái gì khác hơn là tôi thấy nó là niềm tự hào lớn. Xưa nay chúng tôi ở đây thì báo chí cũng ít tới, đài thì nhân dân cũng có thể nghe, nhưng mà mạng xã hội như Viên binh Việt Nam đem đăng tải những cái nội dung này lên cho của quê hương chúng tôi lên đây đó thì xưa nay không có. Và đó là làm cho tôi làm cái động cơ, cái suy nghĩ của tôi nó thổn thức, chứ không có lý do gì khác. Theo yêu cầu Việt Nam nói về cái đất nước quê hương của Phong Điền nói chung và Nhân Nghĩa nói riêng, Phong Điền chúng tôi thì có một người đảng viên cộng sản đầu tiên là chị Phạm Thị Nhàn, Nguyễn Thị Nhàn, người của Nhân Ái. Xã Nhân Nghĩa chúng tôi khi đất nước cách mạng thành công thì chi bộ này có 3 người mà đều của 3 xã khác nhau, Nhân Nghĩa một người, Nhân Ái một người và Mỹ Khánh một người, thành lập một chi bộ. Vậy nhưng nếu các bạn có đọc Âm Gian Mùa Thu thì các bạn thấy rằng cái sức sống mãnh liệt của dân dân Nhân Nghĩa mà hồi đó thì người ta theo Cụ Hồ chứ người ta không có biết đảng cộng sản đâu. Lúc đó tuyên truyền trong dân vẫn còn là cộng sản mổ bụng dồn cháu, cướp của giết người vân vân. Nhưng mà dân Nhân Nghĩa thì tin theo Cụ Hồ. Lúc trước đây đó thì chúng tôi đây không có gọi Bác Hồ đâu, mà gọi là Cụ Hồ không ạ. Một cái sự tính tình, một cái sự nhắc nhở lẫn nhau trong hành động, trong làm việc, trong sản xuất, trong chiến đấu, để rồi mọi người cùng với nhau tạo nên cái chiến công hiển hách của toàn dân, mà trong đó có cái làng Nhân Nghĩa. Làng chúng tôi theo điều tra của tôi thì có khoảng trước năm 1856, không rõ rằng là xuất xứ của cái làng này từ đâu và bao giờ, ước chừng vậy thôi. Nhưng mà ông cha ta đã để cho đây là cái Nhân và cái Nghĩa, gọi là xã Nhân Nghĩa, bây giờ là xã Nhân Nghĩa, hồi xưa là làng Nhân Nghĩa, để nói với thế hệ con cháu rằng là phải ở có Nhân có Nghĩa thì mới sống lâu được, sống bình lâu được. Thì ngày nay thế hệ cha anh chúng tôi và chúng tôi đang làm cái điều đó, làm được nhiều cái điều đó, cho nên Nhân Nghĩa ngày nay nó trở thành như thế này mà các bạn đã thấy. Dù rằng cái đổi mới nông thôn thì hưởng lại còn ít, nhưng mà vì có niềm tin với Cụ Hồ, tin đảng, theo tinh thần đó mà tự mình đứng lên trong chiến thắng quân thù cũng như trong xây dựng ngày nay. Cái đẹp ngày nay là của sức toàn dân với sự lãnh đạo của đảng. Nếu như đảng chủ trương Bác Hồ hồi xưa chỉ đạo gì đó vân vân mọi thứ mà không có sự đồng lòng tín nhiệm đối với Cụ Hồ và cách mạng thì không thể có ngày nay. Cho nên đối với tôi thì cái công sức mà ngày nay các bạn đi và thấy đều là của nhân dân mà ra. Họ theo cái hướng, cái đường lối chủ trương đổi mới, xây dựng văn hóa của địa phương để họ làm.
Còn nếu gì nói về quá trình cái rộng hơn của cái truyền thống lịch sử của Phong Điền thì xin với đồng chí Yến là chúng tôi sẽ tặng cho đồng chí một cái biên niên sử của Phong Điền để đồng chí đọc, chứ tôi nói không hết cho đâu, nhiều thứ kiện lắm. Nói gọn lại là cái nhân nghĩa nó hình thành như thế. Chú Năm cho con hỏi, làng mình bây giờ là đang sinh sống chủ yếu bằng nghề gì ạ? À, xã mình. Xã mình từ trước tới nay cho đến bây giờ vẫn mang một cái nét cơ bản là vườn và ruộng. 1/3 là vườn, 2/3 là ruộng. Vườn và ruộng. Vườn thì trồng chủ yếu là cái gì hả chú? Cây, trái cây ăn trái. Ví dụ như bây giờ hiện nay thì đổi thay như hồi xưa chủ yếu là quýt, cam, sầu riêng, dạ, chôm chôm, dạ, măng cục. Dạ. Bây giờ còn ngày nay thì đổi thay nhãn. Về thêm nhãn, bưởi. Thêm bưởi. Bây giờ là xoài, nhãn, bưởi. Dạ. Con muốn xin ý kiến của các chú, con muốn hỏi thêm là về cái cuộc sống hiện nay ấy, thì các cái gia đình nông dân của mình, à, vâng, thì vườn và ruộng thì lúa thì là để tự nuôi sống mình rồi, còn cái vườn thì là làm kinh tế, chắc là như thế. Vâng. Thì trong những năm gần đây thì cái cuộc sống của nông dân mình so với trước, mà các chú có thể cho biết một cái thời gian, một cái điểm mốc để nó có một cái sự đổi thay. Vì hiện nay như là cái chặng đường mà đi từ ngoài bờ kênh đi vào đây cũng khá là xa, nhưng mà theo quan sát thì con nhìn thấy là hai bên đường nhà dân rất là cũng khang trang. Và thường nghĩ về miền Tây sông nước thì thường là nghĩ đến những cái nhà lá nó rất tạm bợ. Vậy thì trước đây thì nhân nghĩa của mình có ở như vậy không, hay cũng như luôn bây giờ? Và nếu như có một cái sự thay đổi thì cái thay đổi đấy nó bắt đầu từ bao giờ? Vâng, chú nào ạ? Tôi đó là nếu mà nói là chú nói mấy cái phải kỹ chứ người khác không nắm được. Dạ. Chú với lịch sử mà. Tôi lại một chút thôi. Bạn Yến hỏi chúng tôi về cái tình hình nhân nghĩa thì tôi xin nói mấy cái nét này thôi. Để chúng ta thấy đạo tài lấy cái mốc là từ năm 1995 trở về đây. Về dân số cái kết quả gia đình trước đây đó, những người công tác viên là thường thường phải săn quần, là săn quần bấm lợn đó. Yeah. Đến từng nhà, gõ cửa từng nhà, gọi từng người để làm cái quay quá gia đình. Nhưng nếu ngày nay các bạn đến trạm y tế những cái ngày mà xin khám thai, thực hiện sinh đẻ, có kế hoạch gì đó, sinh hai con gì đó, thì các bạn sẽ thấy là tất cả các em đều được đến trạm y tế bằng xe Honda. Yeah. Xe Honda bây giờ so với số lượng nhà, số hộ khẩu thì hơn hộ khẩu, một nhà 3-4 chiếc. Trước năm 95, thông thường theo thống kê của tôi đó, thì không có năm nào là không có người uống thuốc sâu tự tử. Nhưng mà từ năm 2000 tới giờ thì tuyệt nhiên trạm y tế xã Nhân Nghĩa không có trường hợp nào phải cấp cứu vì uống thuốc tự sâu. Việc vui chơi của thanh niên đó từng bước đổi thay. Thứ nhất là thanh niên ngày nay đó, cái tình trạng nói tục là giảm rất nhiều, hút thuốc cũng giảm. Những ngày lễ Tết vui chơi trước đây đó là nhạc đó thì đủ thứ, nhưng mà từ sau đó tới nay đó thì nhạc là dân ca, tình ca yêu nước, yêu cách mạng gì vân vân. Và thời gian chơi, nếu trước đây chơi là tới suốt đầu tàu đêm suốt sáng bằng tất cả những cái loại nhạc và tạp nhanh, thì bây giờ cái đó không còn nữa. Mà trễ nhất là 12 giờ là nghỉ, tự nguyện nghỉ, không ai ấy gì hết. Thứ tư nữa đó, bây giờ tôi nói cái chuyện cán bộ chúng tôi hồi xưa đó, nói nhiều là đảng bộ chính quyền nhắc hết đủ thứ đó. Đây nè, ông mấy ông này hồi xưa này, đi công tác dưới ấp đó, làm 2-3 tiếng thôi, xong ra banh ra nhậu tới chiều về shop về. Còn bây giờ không có. Cán bộ xã hiện nay đã làm, vừa làm có trách nhiệm, có cơ quan một cửa, đồng thời khi làm xong việc ở dưới ấp rồi đó thì về nhà lo tăng gia sản xuất. Đây là một trong những người đã từng
như thế. Ngoài ra đó còn có những thay đổi khác. Thí dụ như bây giờ đó, khi chúng ta nêu lên nói đến nhà, nhà thì chúng tôi trong này có cái câu tôi nói là cái gì khó kiếm mà nói là kiếm làm thuốc. Thì tôi nói ví dụ như bây giờ nhà các bạn đi đây chứ còn đi sâu hơn trong nữa đó, thì kiếm nhà lá, nhà tranh không hề ít, rất ít có là nhà phụ thôi, còn nhà chính là vẫn là tôn nhà lỗ thì xây tường. Trong nhà phần lớn là có cầu tiêu tự hoại. Nhiều gia đình bây giờ hai bên đường cả trong hẻm gì đó, rất ít nhà phơi đồ đặt ở ngoài sân mà cho kín. Nhà thì tươm chất sạch sẽ, có hàng rào cây xanh được chăm chút. Cũng như một thời mà trong làng tôi với bác Hồ tôi nói đó, nhà đó là người ta rất là trang trọng. Thậm chí bây giờ cái âm gian mùa cái làng tôi với bác Hồ đó không phải là đấy đâu, mà bây giờ thỉnh thoảng sẽ nông thôn dẫn tới những cái ngày đó người ta lập cái bàn thờ trang trọng cho bác. Đó là chưa nói đến cái huyện Châu Thành này, xuất phát điểm từ cái nhân nghĩa này là đã làm cái phong trào là đưa ảnh bác Hồ về nơi trang trọng mà thờ. Bây giờ gần như là gần hết cả huyện này mà hình như là các huyện khác cũng học tập, đồng thời tái hiện cái Tết quân dân. Người ta nói anh em đây tổ chức nó là Tết quân dân, tôi thì không chịu, tôi cho là Tết dân quân. Bởi vì trong chiến tranh á, thì không có bao giờ quân đội làm Tết để mà với dân, mà dân làm Tết, ăn Tết để đón quân đội. Nhưng ngày nay theo ý muốn người ta sao không biết, người ta nói là Tết quân dân. Tôi thì quan điểm tôi là Tết dân quân. Cái đó nó cũng thể hiện được rằng tất cả những cái điều tôi nói nãy giờ, sự tiến bộ đó, không ngoài cái chuyện là đặt niềm tin vào bác Hồ, đặt niềm tin vào đảng lãnh đạo. Và trên cơ sở đó, người dân nhân nghĩa biết tự lực để tạo ra được cái cuộc sống ngày nay. Đời sống ngày nay đó, nếu tôi nhớ không lầm thì hiện nay toàn xã là 17.000 dân, thì còn 4% hộ nghèo. Một cái con số mà có thể nói là với tư cách là người năm nay 83 tuổi, tôi không thể hình dung được cái làng chúng tôi bây giờ được như thế. Tôi không thể hình dung được. Nhưng bây giờ nó sự thật như thế. Tất nhiên là nhiều chuyện còn phải làm nhiều hơn nữa, cả trên, cả dưới, cả địa phương. Nhưng mà ở chừng mực này thì với tư cách là công dân, tôi chấp nhận một cái sự đổi mới rất đáng tự hào, ít nhất là cho quê hương chúng tôi. Rất là cảm ơn chú Nam. Qua câu chuyện của chú thì con muốn hỏi mấy cái này. Chú nói về kế hoạch hóa gia đình làm cho con mường tượng ra giống như hình như là trước đây ở nơi này của mình ấy, sinh đẻ nó rất là phong phú đúng không ạ? Khá phong phú, một gia đình 10 người, 7 người. Và bây giờ thì sao ạ? Tất nhiên là giờ thì thấy rõ là không có, từ bản thân mấy đứa trẻ nó biết nó tự khắc phục. Một, hai con là nó đa số. Có một vấn đề nữa là cái trước đây chú Năm có lấy cái mốc là năm 1995, thì chú có căn cứ vào cái gì, vào cơ sở nào mà chú lại lấy cái năm 1995 làm cái mốc để so sánh cái sự thay đổi của quê hương? Tôi thì lớn lên tại đây nhưng mà tôi đi hồi 15 tuổi, cho đến năm 95 tôi mới trở về. Và khi đó bằng cái tấm lòng đối với quê hương xứ sở, cho nên tôi theo dõi từng bước đi, thậm chí có những trường hợp là theo từng hơi thở của các phong trào để có thể góp cái sức gì đó, dù tuổi đã già rồi, để cho cái quê hương mình. Và tôi có nhật ký những vấn đề mà tôi nói với viên viên Việt Nam bây giờ, là tôi có cái nhật ký, tôi theo dõi, tôi đánh giá. Có một cái chuyện, tức là trước đây thì cái việc uống thuốc trừ sâu để tự tử không phải là phổ biến, nhưng mà có xảy ra. Và từ năm 2000 đến nay thì không còn nữa. Thì con muốn biết là lý do vì sao mà họ lại uống thuốc trừ sâu để tự tử, và từ năm 2000 đến nay thì vì sao lại không còn nữa? Các chú có ai giải thích được không? Thằng biết đó không? Nói đi. Cái biết không? Thứ nhất á, thì theo tôi đó là cái
Hồi trước đây thì cái kinh tế nó cũng có những cái, tức là nó cũng có những cái còn khó khăn. Thứ hai là cái về nhận thức của người nông dân từng bước nó được nâng lên. Và thứ ba đó thì trong đó thì cũng có sự giáo dục của đảng cách mạng, tức là người ta thấy rõ là cái chuyện đó là nó không nên như thế nào đó, dần dần. Thì đại loại là cái đó là do cái sự tiến bộ dần lên của cái xu thế của xã hội, thì đó là nó có thấy được, nó hạn chế được cái đó. Cái nguyên nhân mà người dân tìm đến cái chết thì cụ thể là nó là cái gì chú có biết được không, có nắm được không? Thì nó cũng có mấy cái gì